Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo đánh giá, năm 2022, hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ động nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Toàn ngành đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Chuyên đề năm 2022 của Chỉ thị 05, nghị quyết các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, ngành tuyên giáo thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05 với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các chủ trương liên quan khác của Trung ương, Thành ủy cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của đảng, chỉ thị của đảng trên lĩnh vực khoa giáo, chứ không phải là làm thay công việc của quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo văn xã. Nâng cao chất lượng học tập quán triệt sơ tổng kết các nghị quyết chỉ thị của đảng, tập trung triển khai cái đề án lan tỏa thông tin tích cực. Cái này chúng ta cũng đã có cái cố gắng trong xây dựng triển khai trong năm 2022. Thì không chỉ ban tuyên giáo mà đề nghị các cấp ủy đảng hết sức lưu ý thực hiện cái đề án này. Nội dung đề án cũng khá là nhiều, trong đó cái tinh thần chung vẫn là chủ động lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.